xin kính chào quý vị bà con ngư dân. Thưa quý vị, thời tiết tại các vùng biển phía Nam như là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Vịnh Thái Lan đang diễn biến không mấy thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Dự báo từ nay cho đến hết tuần, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, nên các khu vực này vẫn tiếp tục xảy ra mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh. Quay trở ra với khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, được lưu ý là trời nhiều mây, có mưa rào và dông xảy ra rải rác, khiến tầm nhìn xa của các phương tiện giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Nơi có thời tiết ổn định nhất là khu vực Bắc Biển Đông. Tại đây, mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi, nên nhìn chung sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải, các hoạt động lưu thông của tàu thuyền trong khoảng 2-3 ngày tới. Và sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thời tiết tại khu vực này vẫn chưa có nhiều thay đổi. Tình trạng nhiều mây, mưa rào và dông tiếp tục xảy ra, tập trung vào thời điểm chiều tối. Đêm và sáng sớm khiến cho tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Nam hoạt động khoảng cấp 4 và độ cao sóng dưới 2 mét. Tình trạng biển bình thường. Xuống đến vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, dù gió có hướng Đông Nam với cường độ khoảng cấp 4, sóng có độ cao từ 0,75 đến 1,75 mét, biển không động. Tuy nhiên, tương tự như phần phía Bắc của Vịnh, nơi đây cũng có mưa rào và dông xảy ra. Theo nhận định thì mưa sẽ tập trung nhiều hơn ở vùng ven bờ, các tàu đánh cá nhỏ cần phải lưu ý để có thể đảm bảo an toàn. Trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ Lý Sơn, gió cũng thổi đều theo hướng Đông Nam ở mức cấp 4 và tình trạng biển ổn định. Tuy nhiên, thời tiết lại có dấu hiệu chuyển xấu hơn khi mà trời nhiều mây kèm theo sự xuất hiện của mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa vì thế sẽ có thể giảm xuống còn từ 5 đến 10 km trong mưa. Nhiệt độ cũng giảm dần, cao nhất trong 2-3 ngày tới được dự báo là sẽ không quá 32 độ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý. Tại đây, gió hoạt động theo hướng Nam đến Tây Nam với cường độ gió khoảng cấp 4, cấp 5. Sóng biển cao động, dao động trong khoảng từ 1 cho đến 2 mét. Mưa rào và dông sẽ xảy ra rải rác và đặc biệt là ở phần phía Nam của khu vực. Vì vậy, sẽ gây khó khăn hơn cho các chuyến tàu ra vào đảo. Đối với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, dự báo trong khoảng 3 ngày tới thì khu vực này sẽ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Và không những biển động, sóng cao trên 2 mét mà thời tiết nơi đây cũng diễn ra không mấy thuận lợi cho hoạt động lưu thông của tàu thuyền. Trời nhiều mây, âm u và những cơn mưa rào và dông mạnh có thể xuất hiện khiến tầm nhìn bị giảm thấp. Bà con ngư dân cần phải thận trọng vì lốc xoáy và gió giật mạnh khả năng sẽ xảy ra trong cơn dông. Chuyển sang vùng biển phía Tây, khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu. So với vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau thì tại nơi đây gió sẽ hoạt động yếu hơn với cường độ chỉ khoảng cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Độ cao sóng dao động trong khoảng từ 0,75 đến 1,75 mét. Điều đáng lưu ý là mưa rào và dông mạnh có thể xảy ra kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho các hoạt động hàng hải. Trong ngày trời cũng nhiều mây nên nhiệt độ cao nhất ngày chỉ tăng lên mức là 31 độ. Sang đến khu vực Vịnh Thái Lan, dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới, gió Tây Nam duy trì cường độ khoảng cấp 4, tình trạng biển ổn định. Tuy nhiên, trên khu vực, những đám mây đối lưu vẫn tiếp tục hình thành, gây mưa rào và dông rải rác. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan trong cơn dông. Quay trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, từ nay đến những ngày cuối tuần, thời tiết và tình trạng sóng gió nơi đây khá ổn định. Gió Đông Nam có cường độ mạnh nhất chỉ khoảng cấp 4 nên tình trạng biển bình thường. Mưa rào và dông chỉ xuất hiện ở vài nơi nên nhìn chung ít gây trở ngại đến các hoạt động đánh bắt trên biển của bà con ngư dân. Xuống đến khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, nơi đây sẽ có hai hướng gió. Trong khi nửa phía Bắc thịnh hành gió Đông Nam thì nửa phía Nam khu vực lại phổ biến gió Nam đến Tây Nam với cường độ trung bình, sóng biển cao dưới 2 mét. Thời tiết nhiều mây, mưa rào và dông xuất hiện rải rác khiến tầm nhìn xa giảm thấp trong mưa. Ngoài ra thì trong cơn dông, bà con cần phải đề phòng có lốc xoáy, gió giật mạnh. Cuối cùng là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, đảo Huyền Trân, sông Tử Tây. Gió Tây Nam hoạt động với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Thời tiết cũng diễn biến xấu, trời nhiều mây, kèm theo mưa rào và dông rải rác. Bà con cần phải đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn dông. Tàu thuyền nhỏ nên hạn chế hoạt động ở phần phía Tây của khu vực để có thể đảm bảo an toàn. Cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi bản tin thời tiết biển của VTC14. Xin kính chào tạm biệt.